Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất, dễ có cơ hội trúng số đổi đời trong cái ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Vậy thì đó là những cái con giáp nào và những cơ may nào sẽ đến với họ trong cái ngày hôm nay? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã bước qua 3 tháng đầu năm. Tháng 1, tháng 2, tháng 3. Và bắt đầu bước vào cái tháng 4 âm lịch. Và cái ngày mùng 1 là cái ngày cực kỳ quan trọng. Các cụ có nói là gì? Ngày mùng 1 khởi đầu may mắn thì mọi sự cũng sẽ được thuận lợi may mắn. Cái may mắn đó nó cũng sẽ kéo theo cả tháng, thậm chí là cả năm. Đó. Và trong cái ngày mùng 1 tháng 4 ấy, thì chúng ta sẽ có những cái tuổi cực kỳ là may mắn, vận khí thì hanh thông. Quý vị đã biết ấy, mỗi người chúng ta sinh ra thì đều có cái số mệnh khác nhau. Và cái thái độ tích cực cũng như là cái phúc phần đấy, nó cũng sẽ giúp cho con người có được thêm, tăng thêm cái may mắn. Vậy nên là gì, những người nào mà tích phúc tích đức nhiều thì cái may mắn cũng sẽ được tăng dần lên. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn dễ có cơ hội trúng số đời đời. Đó. Thì quý vị biết cái ngày 1 tháng 4 đó là ngày Nhâm Thân. Đó, ngày Nhâm Thân. Ngày Nhâm Thân chúng ta có Nhâm Thủy gặp gì Thân Kim, được cấu diện là Kim Thủy tương sinh. Vậy nên nó cũng là một ngày cát nhật đấy. Đó. Và để xét xem con giáp nào gặp may mắn dễ có cơ hội trúng số đời đời thì chúng ta cũng dựa vào cái thiên can địa chi âm dương ngũ hành. Đấy, dựa vào cái quy luật may mắn đúng không ạ? Thì để có vận may về tiền bạc dễ có cơ hội trúng số thì chúng ta có hai vận, đó là gì? Là cái vận lộc tồn. Lộc tồn. Đấy. Và cái thứ hai là cái thiên tài. Cái lộc tồn và cái thiên tài nó là hai cái thứ giống nhau. Nó giống nhau ở chỗ là gì? Nó là những cái may mắn, là cái phúc lộc trời ban. Nó là một cái khoảng may mắn bất ngờ ập tới. Và cả cái lộc tồn lẫn cái thiên tài thì chúng ta đều không thể kiểm soát được. Đó. Vậy nên là gì? Chúng ta chỉ có thể là cố gắng hết sức để tích phúc, tích đức, làm nhiều việc tốt và cố gắng nỗ lực hết mình trong công việc để gì? Để gia tăng thêm cái may mắn cho mình mà thôi. Đó. Cái lộc tồn là cái phước lộc trời ban, là cái tước lộc vô ban. Nó là một cái sao cực kỳ may mắn, nó đóng cung đạo tốt. Đó, đóng cung đạo tốt. Và cái thiên tài là cái vận may về mặt tiền bạc. Đấy, nó cũng sẽ đến, thường đến. Cả hai cái vận lộc tồn và thiên tài, nó thường đến vào những lúc mà chúng ta cảm thấy khó khăn nhất, bế tắc nhất. Nhưng mà nhờ cái sự nỗ lực, nhờ vào cái sự cố gắng của chúng ta thì cái tiền bạc nó kéo về cũng nhiều hơn. Vậy thì cái ngày 1 tháng 4, ngày Nhâm Thân thì chúng ta sẽ có những cái con giáp nào được may mắn đúng không ạ? Thì đầu tiên chúng ta cũng xét về cái vận lộc tồn nhé, lộc tồn. Lộc tồn thì chúng ta có cái ngày thân này. Thân thì sẽ là lộc của những người có thiên can canh. Vậy nên là tất cả những người có thiên can canh thì sẽ được lộc may mắn. Tức là những người có đuôi năm sinh là số 0 ấy, thì được cái sao lộc tồn để chiếu mệnh và dễ có cơ hội trúng số đổi đời đầu tiên. Cái thứ hai là gì? Chúng ta có cái thiên can nhâm. Chúng ta biết nhâm thì thuộc thủy, gọi nhâm thuộc thủy. Nhâm thủy thì sẽ bị mậu thổ nó khắc. Đó, mậu thổ khắc nhâm thủy thì nó là cái vận thiên tài. Như vậy là gì? Những người có thiên can mậu, tức là những người có đuôi năm sinh là số 8 đấy. Đấy, thì sẽ gặp cái vận thiên tài. Gặp cái thiên tài. Như vậy là xin được chúc mừng tất cả những người có đuôi năm sinh là số 0, tức là có thiên can canh, và những người có đuôi năm sinh là số 8 là thiên can mậu thì sẽ được lộc trời ban, dễ có cơ hội trúng số đổi đời trong cái ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch năm 2024. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng xét xem cụ thể đó là những tuổi nào mà lại được may mắn như vậy. Thì chúng ta cùng xét nhé. Đầu tiên chúng ta cùng xét là những người có thiên can canh. Thiên can canh thì bao gồm tuổi sau này. Đầu tiên là canh Tý 1960 đúng không ạ? 1960 là canh Tý. Cũng có hành thuộc thổ. Đúng không? Tiếp theo là canh Tuất là 1970 là ngũ hành thuộc kim. Canh Thân là 1980 là ngũ hành thuộc mộc. Canh Ngọ 1990 ngũ hành thuộc thổ. Canh Thìn là 2000 hoặc là 1940 nhá thì là ngũ hành thuộc kim. Cuối cùng là canh Dần là 1950 là có ngũ hành thuộc mộc. Đó.
Thì đây là 6 con giáp đầu tiên dễ có cơ hội trúng số đổi đời. Đấy. Vậy thì trong 6 con giáp này thì con giáp nào sẽ là con giáp may mắn nhất? Thì chúng ta cùng xét nhé. Cùng xét này. Chúng ta biết cái ngày mùng 1 là ngày Nhâm Thân, ngũ hành thuộc kim đúng không ạ? Kim thì sinh cho thủy, vậy nên những người mệnh thủy sẽ là con giáp may mắn nhất, nhưng mà trong những con giáp này thì không có tuổi nào mệnh thủy. Thứ hai là những người mệnh kim. Mệnh kim thì chúng ta có 1970 canh Tuất và 2000 là canh Thìn. Đó. Thì trong cái ngày Nhâm Thân này, những người tuổi canh Thìn sẽ may mắn hơn. Nó xếp vị trí số 1. Và những người tuổi canh Tuất xếp vị trí số 2. À, những người tuổi canh Thìn ấy, đặc biệt là những người tuổi Thìn, những người tuổi Thìn mà trong cái ngày Thân thì được cục diện là gì? Thân Tý Thìn là tam hợp. Cái ngày này thì nó có thêm cục diện tam hợp, nó tương trợ giúp đỡ, lại được cái ngũ hành nó tỷ hòa, nó tương hợp. Vậy nên là gì? Trong cái ngày hôm nay thì những người tuổi Thìn sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ rất nhiều trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Và sẽ mang lại nhiều cái may mắn tài lộc cho quý vị. À, công việc thì có được quý nhân tương trợ giúp đỡ, vậy nên là cái vận trình tiền bạc tài lộc cũng là gia đạo cũng sẽ được thuận hòa hơn. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn. Đó. À, bên cạnh đó thì những người tuổi Tuất được cục diện là Thân Dậu Tuất là tam hội. Cái cục diện tam hội nó cũng sẽ mang lại may mắn không kém cho những người tuổi canh Tuất 1970. Cái công việc thì hanh thông, được sự hỗ trợ của quý nhân, lại thêm cái lộc tổ nó chiếu nữa. Đâm ra là gì? Cái phước lộc nó cũng sẽ đến với những người tuổi Tuất. Vì vậy những người tuổi Tuất cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. À, tiếp theo chúng ta xét đến những người mệnh hỏa. Mệnh hỏa thì trong cái những tuổi này thì không có tuổi nào mệnh hỏa đúng không ạ? Như vậy chúng ta còn mệnh thổ và mệnh mộc. Thì ngày Nhâm Thân là nó ngoài là kim, kim khắc mộc, vậy nên là gì? Những người mệnh thổ sẽ may mắn hơn, được cục diện là thổ kim tương sinh. Mà thổ thì chúng ta có 1960 canh Tý và 1990 là canh Ngọ, thì những người tuổi canh Tý sẽ may mắn hơn, nó xếp vị trí số 3. Còn canh Ngọ sẽ xếp vị trí số 4. Những người tuổi canh Tý cũng được cục diện là Thân Tý Thìn là tam hợp. Đấy, cái cục diện tam hợp này nó cũng mang lại nhiều cái may mắn, nhiều cái tài lộc cho những người tuổi Tý. Vì thế, những người tuổi Tý cũng đừng quên nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để được trợ mệnh hộ thân. À, bên cạnh đó, những người tuổi canh Ngọ thì cũng là một trong con giáp may mắn, được lộc tổ nó chiếu, được cái ngũ hành tương sinh nó trợ giúp, nên là quý vị cũng luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để được may mắn tài lộc nhiều hơn. À, cuối cùng chúng ta còn những người tuổi canh Thân và những người tuổi canh Dần, thì những người tuổi canh Thân sẽ may mắn hơn, nó xếp vị trí số 5. Tuổi canh Dần sẽ xếp vị trí số 6. Những người tuổi canh Thân thì được gì? Lộc tổ nó chiếu nhưng mà lại bị cục diện là kim nó khắc. Kể cả những người tuổi canh Dần thì lại bị gì? Ngũ hành nó xung khắc, tức là Dần Thân là tương xung, vừa xung thì vừa khắc. Vậy nên là gì? Cũng gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Dần cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần, đúng không ạ? Bên cạnh đó thì những người tuổi Thân, trong ngày hôm nay thì canh liên lạc tại Thân, lại ngày Thân gặp Thân, thì nói chung là cái ngày hôm nay cũng là một cái ngày mà bị cái ngũ hành nó xung khắc, vì vậy mà nó cũng gặp khá nhiều khó khăn đấy. Những người tuổi Thân cũng cần phải luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh hộ thân. À, thưa quý vị, như vậy là gì? Cái ngày mùng 1 mà lại được lộc trời ban thì là một cái điều vô cùng là may mắn đối với những con giáp này. Đấy. Và trong cái ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch thì chúng ta sẽ có 6 con giáp cực kỳ là may mắn, tài lộc thì vượng tiến, dễ có cơ hội trúng số đổi đời. Đó là những tuổi sau. Một là tuổi canh Thìn sinh năm 2000, 2 1970 canh Tuất, 3 1960 là canh Tý, 4 1990 canh Ngọ, 5 1980 canh Thân và 6 là 1950 là canh Dần. Đây là 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh. Đấy, dễ có cơ hội trúng số đổi đời. Tiếp theo chúng ta xét đến những con giáp dễ trúng số đổi đời thứ hai, đó là những người có thiên can là Mậu, đúng không ạ? Mậu. À, chúng ta có Mậu gặp Nhâm, Mậu thổ gặp Nhâm thủy thì nó là vận gì? Vận thiên tài. Đấy. À, được thiên tài chiếu mệnh
Tức là những người có đơn sinh số 8 ấy, thì nó sẽ bao gồm những tuổi sau này. Đơn sinh số 8 thì bao gồm là 1948 này, là Mậu Tý có ngày thuộc hỏa này, 1958 là Mậu Tuất có ngày thuộc mộc. Tiếp đến là Mậu Thân là 1968 ngũ hành thuộc thổ. Mậu Ngọ là 1978 ngũ hành thuộc hỏa. Mậu Thìn là 1988 ngũ hành là mộc. Cuối cùng là Mậu Dần là 1998 ngũ hành là thổ. Đó. Đó là 6 con giáp mà gặp được cái vận thiên tài cũng dễ có cơ hội trúng số đổi đời. Vậy thì trong 6 con giáp này, con giáp nào may mắn nhất? Chúng ta lại cùng xếp về cái âm dương ngũ hành, đoạn cái ngũ hành nhá. Thì chúng ta biết cái nạp âm ngũ hành của cái ngày nhâm thân là kim, kim sinh thủy. Vậy nên những con giáp nào mệnh thủy sẽ là con giáp may mắn đầu tiên. Nhưng mà trong những con giáp này thì không có con nào mệnh thủy đúng không ạ? Thứ hai, mệnh kim thì cũng không có mệnh kim. Thứ ba là mệnh hỏa. Mệnh hỏa chúng ta có 1948 Mậu Tý và 1978 là Mậu Ngọ. Thì những người tuổi Tý sẽ may mắn hơn nhé, nó xếp vị trí số 1. Mậu Ngọ là xếp vị trí số 2. Những người tuổi Mậu Tý 1948 ấy hay là 2008 thì được cục diện là gì? Thân Tý Thìn là tam hợp. Cái cục diện tam hợp nó mang lại nhiều cái may mắn, được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên là công việc có phần là suôn sẻ và hanh thông hơn. Vậy nên là gì? Trong thời gian này để được gia tăng thêm may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Mậu Tý cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để mà trợ mệnh hộ thân. Tiếp theo chúng ta xét này, như vậy chúng ta còn những người mệnh thổ và mệnh mộc đúng không ạ? Kim thì được thổ sinh cho, như vậy là những người mệnh thổ. Mệnh thổ chúng ta có 1968 Mậu Thân và 1998 Mậu Dần. Nhưng tuổi Mậu Thân sẽ may mắn hơn nhé, nó xếp vị trí số 3. Và tuổi Mậu Dần sẽ xếp vị trí số 4. Do là những người tuổi Dần thì bị cục diện là Dần thân là tương xung. Vậy nên là gì? Nó cũng sẽ gặp nhiều trắc trở, trở ngại. Vậy nên là quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để mà trợ mệnh hộ thân. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc cho mình. Cuối cùng là những người mệnh mộc. Mệnh mộc chúng ta có 1958 Mậu Tuất và 1988 Mậu Thìn. Thì tuổi Mậu Thìn nó xếp vị trí số 5 nhé, may mắn hơn. Tuổi Mậu Tuất sẽ xếp vị trí số 6. Tuổi Mậu Thìn thì sẽ may mắn hơn, do là cục diện là Thân Tý Thìn ở tam hợp. Đó. Còn tuổi Mậu Tuất thì chỉ ở tam hội. Đó. Đó là 6 cái con giáp mà cũng được thiên tài chiếu mệnh, cũng dễ có cơ hội trúng số đổi đời. Đó. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp dễ có cơ hội trúng số đổi đời, bao gồm những người có đuôi âm sinh là số 0 và đuôi âm sinh là số 8. Đây là những người mà gặp được nhiều cái may mắn, cát lợi hanh thông trong cái ngày mùng 1 đầu tiên của tháng. Hy vọng những cái thông tin mà Tử Thông chia sẻ sẽ giúp ích phần nào cho quý vị cảm thấy là tự tin hơn trong cuộc sống, sẽ nắm bắt được những cơ hội để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lộc cho mình. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.